Dạ rồi, hello em, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em sẽ phục vụ cho anh em về cái thùng đầu ngày anh em. Đó, thì còn cái thùng này thì tuy nó ở ngoài nó hơi bị sét nha anh em. Đó, nhưng mà ở trong nó xịn sò ha. Đó, ở trong nó có mấy cái khuôn bằng mũ, bằng mũ nè anh em. Đó, nó có mấy cái khay bằng mũ ha. Thì anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha. Cái này là thùng Makita nha anh em. Thùng Makita ha. Đó, nó có cái ký hiệu này em mà nè ha. Thùng này cũng Makita. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 1 2 3 4 6 18 20 22 24 26 28. 28 khay ha, nó mắc chắc nó mắc hết mấy cái khe, mấy cái hộp nhỏ nhỏ ở đây ha. Đó, thùng này thì về anh em mình sơn lại. Đó, thùng này bán giá 320.000 anh em. Đó, 320 ha. Anh em chuyển khoản thì em sẽ bao ship nha. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Thùng này bề ngang nó là 41 nè. Đó, nó rộng là 31 nha. Nó cao là 7 phân nha anh em. Đó, cao 7 phân ha. Ngoại hình ha, còn móc tay cầm đồ đầy đủ anh em. Đó, về anh em mình sơn lại ha. Nè, còn móc còn ngon lành ha. Ở trong thì nó có mấy cái khoang đó đó. Rồi thùng này ha. Anh em chốt thì cứ liên hệ em. 320.000, chuyển khoản đủ bao ship. Còn nhận hàng thanh toán thì chịu phí ship giùm em, còn quay cầm đồ đầy đủ các kiểu ha. Rồi, em xin kết thúc clip nha mọi người.